Xin chào tất cả các bạn đến với video tiếp theo của mình nha. Thời tiết hôm nay rất là nắng nên là anh em mình hôm nay sẽ thiết kế một món đặc biệt, đó là món thỏ nướng nắng. Mời mọi người hãy theo dõi video của anh em mình nha. Mật ong tí ấy cho ngoài. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ có món thỏ nướng mọi người nhé. Chú thỏ hôm nay nghe hơi ngọt ngẹo nhỉ. Giới thiệu với các bạn nha, hôm nay là anh em mình làm món tiết canh thỏ luôn. Đây, bạn Đình đang xào bổi. Là món tiết canh rồi nhá. Tiết canh thỏ này thì đặc sắc luôn. Bổi bình xào sắp được chưa? Không cần xong đấy. Xong khô. Giới thiệu với các bạn nha, đây là món tiết canh thỏ mà anh em mình đã hãm tiết canh thỏ đây. Và bổi đây anh em mình đã rang xào rất là kỹ rồi. Và bây giờ anh em mình sẽ đi vào để đánh tiết canh mọi người nhé. Đây là tiết canh thỏ mọi người nhé. Đỏ lòm luôn. Đỏ âu. Nhìn rất là ngon luôn. Cho nó đều vào mọi người. Đây là tiết canh thỏ đã hoàn thành trước mọi người nha. Đây giới thiệu với các bạn món thỏ nướng đã chuẩn bị được ra lò rồi nhé. Thỏ nướng cộng thêm phơi nắng ra là nhiệt độ cũng cao hơn. Tốc độ nướng nhanh gần gấp đôi. Đáng nhẽ là tầm khoảng 2 tiếng xong nhưng mới có khoảng 1 tiếng chú thỏ đã vàng yêng rồi mọi người ạ. Em nói thật với anh là từ lúc sinh ra đến giờ em chưa thấy trường hợp nào như thế này đâu. Nướng thỏ ngoài nắng đâu. Đấy, từ khi bạn ấy sinh ra bạn chưa được thưởng thức cái món thỏ nướng nắng. Bạn Bình chào khán giả cái thế nào. Chào tất cả mọi người nhá. Vâng, đây là bạn Bình, bạn ấy ở quê gốc ở tới trong Hà Tĩnh cơ. Thưởng thức thỏ nướng mà người cũng nướng luôn. Và bạn ấy hôm nay được thưởng thức một cái thời tiết quá tuyệt vời luôn. Gặp trường hợp mà nắng to này lần sau có muốn về được không? Về cho anh, vui mà. Đang còn muốn đi nhiều cơ. Chưa gặp trường hợp nào. Nhiệt độ của lửa với nhiệt độ của mặt trời nó ngang nhau nhưng mà màu nó hơi đậm vị tí. Các bạn, đây là món tiết canh thỏ nhá. Tiết canh thỏ đông như thạch luôn các bạn ạ. Các bạn nhìn này, mình có thể đổ lại mà nó không rơi xuống đâu. nói thế là điêu. Nhìn rất là ngon luôn các bạn ạ, đỏ tươi luôn này. Cái canh thỏ thì tuyệt vời luôn. Mình sẽ thưởng thức luôn cho các bạn xem nhé.
Xin mời tất cả mọi người nha. Em mình sẽ thưởng thức món tiết canh thỏ này trước. Để mời tất cả mọi người nha. Cảm ơn hương vị trước nha. Mời nha. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái tiết canh này để xem hương vị nó như nào nhá. Tiết canh đông như thạch rồi các bạn. Đông như thạch rồi. Thạch rất ngon luôn. Đấy, dưới là có rau. Mời mọi người nha. Chất lượng quá ngon. Đó, xin phép mọi người. Để công nhận là quá tuyệt vời. Quá ngon đúng không? Quá chất lượng luôn. Quá ngon. Tất cả mọi người nha. Thưởng thức tiết canh cùng với mình. Nó tiết canh khỏi ăn ngon. Tuyệt vời. Mời tất cả mọi người nha. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Lần đầu ăn tiết canh thỏ ngon thật. Không, lần đầu đánh. Quá ngon và chất lượng mọi người ạ. Ngon thật. Tôi công nhận là ngon. Tiết canh thỏ bổi băm vừa nát rồi. Chất canh của thịt rượu quá ngon. Ai mà thịt thỏ mà không biết đánh chất canh thì hơi phí. Vâng, đây là món thỏ tắm nắng đã xong rồi mọi người nhá. Cái da này giòn thật. Đây không thiếu. Được rồi, chú ơi. Đấy, mọi người thấy cái món thỏ tắm nắng của anh em đã hoàn thiện rồi. Rất là giòn các bạn. Thôi anh em chuyển thôi. Uầy. Đây mọi người thưởng thức nhá. Cho hẳn cái chân đi. Cắt cái chân đi cho dễ cầm. Hay là làm một cái đầu. Hôm nay cho đi thưởng thức món thỏ tắm nắng luôn đúng không? Người tắm nắng luôn thỏ. Đầu tiên là thịt thỏ. Cảm nhận thưởng thức cái món ngon là phải cảm nhận nha. Lần đầu tiên được ăn thịt thỏ ấy. Thỏ gì? Thỏ tắm nắng. Thỏ tắm nắng luôn. Mời tất cả mọi người cùng ăn nhá. Đây là bản đỉnh. Đóng mắt mọi người. Thử thức món thỏ đi xem nào. Dạ em chấm vào đấy thật căng. Đây em rượu vào trên để căng. Đúng ghê. Năm nay hơn 20 tuổi nhưng mà tôi chưa ăn con thỏ nó ngon như này các bạn ạ. Thỏ tắm nắng luôn. Nắng. Rất là ngon luôn các bạn. Món thỏ hôm nay thì để mà được thưởng thức là quá vất vả luôn. Vì là thỏ tắm nắng xong người cũng tắm nắng luôn. Rồi, mời mọi người nhá. Nó chấm cay ngon lắm. Rồi, hai cô bé kia cắt thịt thỏ đây. Đây. Mời mọi người nhá. Nào, cô bé út kia đâu rồi? Cho cô bé út kia nào. Cắt cái đùi cho cô bé út nào. Thôi, xin cắt đùi mình về đây. Cái đùi to thế. Bé nhất đấy. Nhà ăn đùi to nhất nhà. Cho cô bé nhất cô làm cái đùi to vác và đang không nổi. Nào cho mình thưởng thức cái món thỏ tắm nắng ra thế nào.
Đấy, làm tí lườn. Không quay làm cái đầu, làm tí cái lườn đấy. Con này xẻ. Thiền ăn đi. Đừng chấm thì không cay. Đây. Đấy công quay phim cho cái đầu. Công của nhà quay phim nhấp ảnh đây lại được cả cái đầu luôn đấy mọi người. Thử cái này đã này. Ê, đấy. Tớ thử cái lượt. Thôi mời tất cả mọi người nhá. Đây món thỏ tầm nắng ngon quá. Ở trong là ướp lá mốc mật này mọi người ơi. Nào cho cái chấm này nào. Các bạn nhìn này, lá mốc nâng cho cái chấm nào. Mời tất cả mọi người nhá. Món rất ngon. Các bạn nhìn lá mốc mật bên trong này. Ngon chưa này. Không uổng công nhỉ. Món thịt thỏ tầm nắng này quá ngon luôn. Quá ngon luôn các bạn. Không uổng công anh em kỳ cụi ngoài trời nắng. Ngon đủ cái chân luôn. Đường rất giòn. Thế nào? Bạn Hiền cái ăn cảm nhận thế nào? Ngon ạ. Ăn ngon. Cô Hương Giang kia cảm nhận hương vị cái thế nào? Béo, ngọt và thơm nữa. Đấy, món thỏ tầm nắng đấy phải nói là đặc biệt. Ăn đi ra, tròn rụng luôn. Cảm nhận bỏ cái mũ ra cái thế nào? Xấu rồi. Đấy, thỏ tầm nắng không người tầm nắng luôn đấy mọi người nhìn thấy chưa? Lúc quay thì lâu nhưng mà lúc ăn thì nhanh lắm các bạn ạ. Ăn nhanh thì nó mới nóng. Mời tất cả mọi người nha. Giờ anh em mới được thưởng thức món thỏ tầm nắng tất cả mọi người nha. Có được rồi. Không hồng công tâm nắng da nó giòn được ăn ra bệnh chưa hết được để cái bom này rồi. Mọi người ơi, mời mọi người món thỏ tầm nắng nhá. Khả năng là video của anh em mình khả năng cũng khá dài rồi. Anh em mình xin tạm dừng video ở đây nhé. Xin mời tất cả mọi người nhé. Mời mọi người nhé. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình các bạn nhé. Mọi người xem video của anh em mình thấy hay đừng quên bấm like. Và ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình nhé. Chào tất cả mọi người nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.